Ê, các bạn ơi, có một con quỷ cưa nó đang vượt theo lưng tôi. Nó nào rồi. Nó kia, chạy, thoát khỏi đây nhanh lên. Chết rồi, sao ăn cứ đuổi theo mình hoài vậy? Chết rồi, ai dạ, mình bị kẹt cái gì vậy? Hết đường chạy rồi, nhỏ con. Ôi không. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi, hóa ra chỉ là mơ thôi các bạn ơi. Sao bữa nay tôi cứ mơ gặp quỷ cưa hoài vậy? Trong khi quỷ cưa đó không có thiệt trên đời này. Ôi trời, dạ, dạ, hello, gì vậy Huy? Dạ này còn ngủ nữa hả? Trời ơi, tao vừa gặp ác mộng về quỷ cưa đó mày biết không? Tại mấy bữa nay mày cứ nhắc quỷ cưa hoài làm tao bị ác mộng luôn các bạn ơi. Thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh TV. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên cho tôi một like, một subscribe cũng như chào mừng mình sẽ tới team nhau các bạn hãy nhớ. Tôi sắp đạt được 1 triệu subscribe rồi. Bởi vậy các bạn hãy giúp tôi đạt được con số đó trước tháng 12 này nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Yêu các bạn rất là nhiều. Ai à? Cái gì vậy? Đi ra ngoài, Giác đang đợi ngoài nè. Ủa Giác đang đợi để làm gì vậy? Ta không biết. Bây giờ khuya rồi, tao nó rủ mình đi đâu vậy ta? Trời ơi, tự nhiên khuya quá rồi cái tự nhiên rủ qua nhà mày chi vậy? Trời, còn cho Giác ở đó nó không biết tụi này đang tính làm cái gì nữa. Ôi chị đã. Hello. Ủa, làm gì ở đây vậy? Sao có giường này tụi làm tiệc ngủ hả? Trời đất ơi. Ủa, vui vậy vui. Ủa, có tivi bánh kẹo rồi. Các bạn có bao giờ thích ổ chiếc tiệc ngủ cùng bạn của mình không? Có thì comment ở dưới cho tôi biết nha. Và bây giờ là 9 giờ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiệc ngủ thôi nào các bạn ơi. Let's go. 3 hours later. Công nhận là tiệc ngủ hôm nay vui thiệt chứ. Nhưng mà tự nhiên tụi bay hôm nay tổ chức tiệc ngủ vậy thôi hả? Mày nhìn cái kia kìa, mày thấy chữ 3 giờ sáng không? Ủa là sao? 3 giờ sáng là sao? Tiệc ngủ chỉ là phụ thôi. Cái này mới là chính nè. Ủa cái gì chính? Ủa là sao? Là sao? Ủa vậy là tụi nó không phải tổ chức tiệc ngủ mà tụi nó có âm mưu khác hả? Là đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Ủa đi đâu vậy? Trời ơi, 3 giờ sáng rồi mày còn đi đâu vậy? Mấy ngày nó bị không đủ cái đường gì đây? Cái gì đây? Triệu hồi quỷ cưa hả? Là sao? Tao đã tìm cách để làm sao mà triệu hồi được quỷ cưa rồi, cho nên là hôm nay 3 giờ sáng tao muốn là triệu hồi quỷ cưa xem nó như thế nào. Ôi trời ơi, biết ngay mà, biết ngay tụi này nó tính làm cái gì mà. Ôi, vậy là mày rủ tao qua đây tiệc ngủ chỉ là muốn tao cùng mày triệu hồi quỷ cưa vào 3 giờ sáng. Trời ơi, tôi thấy là chưa gì là cái trò này có vẻ rất là nguy hiểm rồi các bạn ơi, không biết có nên tham gia không nữa. Trời ơi, qua đây mà không tham gia gì nữa bây giờ làm. Trời ơi, nhưng sợ lắm. Trời ơi, được rồi, bây giờ giờ sao? Bây giờ mày lấy hết những cái đồ trong rương ra đây. Rồi lấy đồ trong rương ra. Trời ơi, mình bị dụ rồi các bạn ơi. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Đào xuống dưới hả? Ok, đào thì đào, có gì đâu. Trời ơi, không biết tự nhiên nó kêu tôi qua cái bắt tôi phải làm mấy cái việc này. Rồi đào xuống này. Rồi đào xong cái lỗ này nè, sao nữa? Đầu tiên mà mày phải quăng cái lưỡi cưa xuống. Quăng cái lưỡi cưa xuống à? Lưỡi cưa bằng sắt xuống à? Trời được rồi này. Quăng xuống này, rồi sao nữa? Bước tiếp theo là quăng cái lưỡi cưa bằng kim cương xuống. Rồi quăng cái lưỡi cưa trong bằng kim cương xuống nè. Rồi sao nữa? Trong cuốn sách này ghi là mày phải quăng cái đầu lâu xuống. Quăng cái đầu lâu xuống rồi ghê các bạn, đây là đầu lâu của skeleton này. Được rồi, quăng xuống ấy cha. Rồi còn một cái cuối cùng đi. Cái này là cái gì mà nhìn ghê quá vậy trời? Đây chính là trái tim của quỷ. Ủa sao mày có được cái thứ này vậy trời đất ơi? Tao với Jack là phải chiến đấu dữ mới lấy được cái tim. Trời ơi ghê vậy. Được rồi, vậy bây giờ mình sẽ quăng cái trái tim của quỷ xuống đây để mà hoàn thành nghi thức triệu hồi quỷ cưa các bạn ơi. Được rồi. Ai cha. Rồi sao nữa, có gì đâu, sẽ đạt đâu. Bây giờ mày phải lắp lại. Rồi phải lắp lại nữa. Được rồi, lắp lại các bạn ơi cho vừa lòng tụi nó. Không biết là cái này có thành hiện thực không. Rồi sao nữa? Trời, tao không có biết đọc đâu. Ủa, Jack đọc hả? Ok. Mời ông đọc đi. Luôn. Rồi vậy là Jack sẽ là người đọc từng chú để triệu hồi quỷ cưa. Các bạn không biết cái nghi thức này có thiệt không lên để coi. Jack đọc đi. Đọc từ cái cuốn sách này đây. Quỷ cưa đầu quỷ, quỷ đầu cưa, quỷ cưa đầu quỷ, cưa đầu quỷ. Trời ơi, liệu cái chuyện này có thiệt không vậy các bạn? Hay thấy nó sàm sàm mấy tụi này nó chôn mình quá vậy? Coi có gì xảy ra đâu. Coi có thấy gì đâu mày. Ô kỳ ta, đáng lẽ phải hoạt động chứ Jack. Trời, Jack có đọc sai thằng chú không vậy? Tôi đọc đúng mà trời. Thôi chẳng có gì rồi. Trời ơi, mấy cái đứa bị khùng các bạn ơi. Vậy là thất bại rồi, chịu hồi không có rồi. Bây giờ thôi đi lên ơi, đi tiệc ngủ tiếp theo thôi. Thôi đi lên ngủ thôi các bạn ơi. Hóa ra là không có chuyện gì hết. Làm tưởng có gì, thôi lên ngủ thôi nào. Let's go. Sếp đánh nó đâu ra vậy? Ủa gì kỳ vậy ta? Sao đang ngủ mà sếp? Ủa sao đồng hồ mày bị hư rồi kêu ấy nãy giờ ngủ mà vẫn 3 giờ sáng kìa mày. Trời ơi, sếp đánh một cái tỉnh ngủ luôn thôi. Bật tivi coi cho bớt sợ đi anh em ơi. Hồi bật cái coi. Ai sao nó không lên vậy nè? Bật cái coi. Ôi trời, sao bật cái tivi không có lên mà nó còn tiếng cưa gì không vậy trời? Hình như tivi mày bị hỏng rồi kêu Huy nấp cái giác ơi. Ủa sao tiếng cưa càng ngày nó càng to vậy ta? Nó bị không vậy? Sao có tay nó mọc ra cưa ghê quá vậy trời? Ơi chuyện gì xảy ra vậy? Tụi mày trốn tao à? Mất tiêu ơi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ôi ơi, tối luôn rồi. Ơi ghê quá, tối vô tụ, không lẽ là quỷ cưa được triệu hồi thì coi sao? Vô lẹ lên, Giác ơi, lòng mày lại quay. Chuyện gì đó, cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy các bạn ơi? Vô trốn trong này đỡ sợ đi anh em ơi, ghê quá, quỷ cưa có thiệt rồi. Tôi nghĩ
Ôi ôi, trời ơi, dắt Obi không lại đi vô đây, đừng có ra ngoài. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, đóng lại. Trời ơi, trời dắt Obi không nó ở ngoài kìa các bạn ơi, nhưng mà tôi sợ quá. Trời ơi, trời dắt nó không tin. Hình như tôi thấy ai kìa các bạn ơi. Dắt ơi, hình như có ai đằng sau lưng không kìa. Rồi sao? Dắt ơi. Ôi. Im lặng, im lặng. Tôi nói gì chết rồi, im lặng đi, im lặng đi. Không có. Chết rồi, nó thấy cái giường của tụi mình đó. Trời ơi, không có đây. Nó ở trước mặt bên kia. Đừng có lại đây. Nó ở trước chỗ cái tủ bên kia. Ăn đi rồi, ăn đi rồi. May quá Huy ơi, may quá. Nó bay ra. Chạy 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 chạy. Nó bay bay rồi. Chạy vô chạy vô chạy vô. Tôi lên nhanh 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 nhanh. Rồi rồi, đẩy 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 cái bồn tắm vô. Chặn lại chặn lại. Chết rồi, hắn ở ngoài kia. Chết rồi các bạn ơi. Vậy là tụi mình đã chịu hồi thành công quỷ cưa rồi. Rồi sao nó bắt dắt rồi. Giờ sao, giờ sao, giờ sao nó đang đập cửa kia. Trời ơi, hay là mình chui xuống cái toilet này đi. Hay cha, hay cha. Trời ơi, dơ quá. Mình nhảy xuống cái toilet luôn rồi các bạn. Rồi rồi rồi, sao nước chảy từ lưa. Vậy bơ 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 ra chỗ này đi. Hồi đây chỉ là dưới cái toilet rồi. Nhanh lên bơi, nhanh lên bơi, nhanh lên. Ôi, nghe tiếng nó kìa, nghe tiếng nó kìa. Ôi, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Chui ra khỏi chỗ này thôi. Rồi, rồi, nhảy lên, nhảy lên. Ây cha, được rồi, sao. Đóng nắp cống lại. Trời ơi, may quá, thoát được khỏi nhà tao Huy Đúp rồi. Mình đã bơi. Ủa, đây là đâu vậy? Đây chính là nhà tao này, Huy Đúp ơi. Wow. Vậy là, ôi, vậy là mình đã chui xuyên qua cái cống rồi. Vô đây, vô đây, đóng cửa lại, đóng cửa lại. Trời ơi, đóng cửa lại, đóng cửa lại. Trời ơi, nhưng mà bây giờ quỷ cưa nó đã xuất hiện trong cái làng của mình rồi. Bây giờ phải làm sao để phải... À, đúng rồi, tao có chuẩn bị một cái kho vũ khí sẵn để mà đề phòng gọi là những cái trường hợp như này ở trong này thôi. Mới ra. À, trong này có một cái gọi là vũ khí tao đã trang bị sẵn rồi. Mày lấy đi, mày lấy, mày mặc vô, mặc vô, mặc vô trong đường á. Rồi rồi rồi, mặc vô các bạn, mặc vô các bạn. Được rồi, vậy là bây giờ tụi mình đã sẵn sàng để chiến đấu với quỷ cưa rồi các bạn. Chúng ta hãy đi giải cứu dắt tôi nào. Giảm sự dắt của tôi ra. Được rồi, mặc giáp vô mày. Sẵn sàng chưa Huy Đúp ơi? Công cuộc đi cứu dắt khỏi quỷ đầu cưa tao nào. Đi thôi. Mày đâu rồi, mày đâu rồi, quỷ cưa đâu rồi? Được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chạy qua nhà thằng Huy Đúp thôi. Tao nhớ hồi nãy tao đang đứng ngay cái toilet đó Huy ơi. Được rồi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Hình như nó ở trong nhà kìa. Mày đâu rồi? Mày ra đây, quỷ cưa. Mày trả dắt coi cho tao. Mày đâu rồi? Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ok, ok, băng nó, băng nó đây. Cái súng đứt làm đôi luôn rồi. Trời ơi, súng tụi mình bị chém đứt rồi Huy ơi. Chạy thôi. Trời ơi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Mặc bộ giáp thì mình chạy nhanh thôi các bạn. Vậy thôi, chạy vô đừng, chạy vô đừng Huy ơi. Chạy vô đừng, cần sự giúp đỡ của mấy chú dân làng thôi. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Rồi đóng cái lại, đóng cái lại, đóng cái lại. Vô đi, vô đây. Chú dân làng ơi, cứu con với, có quỷ cưa nó ở ngoài kia kìa. Chú dân làng ơi. Trời ơi, có hù đó thiệt mà. Trời ơi, ai mà quậy chú. Trời ơi, ông dân làng không tin mình. Không rồi. Huy đâu rồi? Trời ơi, nó chạy nó để mình đây luôn này các bạn. Trời ơi, chạy nó khỏi đây rồi các bạn ơi. Trời ơi, dân làng bị xử luôn rồi. Chạy đi Huy ơi, chạy đi, chạy đi. Ôi, xe của tàu hủ, xe của tàu hủ bà ơi. Được rồi, lên 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 lên, nhanh nhanh nhanh. Rồi rồi, chạy đi, nhanh lên. Huy cưa, leo leo, ngon thì được. Tôi đã trời ơi, Huy cưa chạy chậm quá. Leo leo leo, chạy đi Huy ơi, chạy đi Huy, chạy đi, chạy đi. Chạy ra khỏi làng sinh tố, lẹ lên, làng sinh tố thất thủ rồi các bạn ơi. Đi. Trời ơi, may quá có chiếc xe này nên tụi mình đã chạy thoát khỏi quỷ cưa bằng cách là ra một cái chỗ cắm trại rất là xa là sinh tố để trốn rồi các bạn ơi. Hy vọng là quỷ cưa không thể tìm thấy tụi mình, nhưng mà bây giờ quan trọng là làm sao để tiêu diệt được nó. Tại mày rủ tao, mày báo đó, mày báo rồi mày triệu hồi nó chi vậy? Trời ơi, trời ơi, ăn không mệt chứ. Bây giờ phải kiếm cái nào, các bạn có biết cái nào để tiêu diệt quỷ cưa không? Comment giúp tụi tôi ơi. À đúng rồi, mày còn giữ cái quyển sách triệu hồi, mày xem thử bên trong quyển sách đó nó có ghi là cách nào tiêu diệt được quỷ cưa không? Ok, để tao xem coi. Trời, cái thằng này mày có cái sách mà mày ông đem ra. Trời ơi, cái thằng không đây, mày đọc lên. Trời, đọc đọc coi. Tao thấy rồi nè, bây giờ là mày phải gọi là lấy được trái tim của quỷ bên trong người nó, mày mới gọi là giải thoát được cái. Hiểu rồi, vậy là cái trái tim màu đỏ đỏ từ lúc ban đầu nó coi vậy chỉ có cách đó thôi, nhưng mà làm sao để lấy bây giờ? Nhưng mà giờ làm sao để lấy trái tim của nó mới là điều quan trọng nè Huy Núp à. Bây giờ tao chỉ còn một cách thôi là phải giải thoát của tao, chế ra một cái máy hút trái tim. Máy hút trái tim nghe cũng được, nhưng mà vậy là chúng ta phải quay lại làng sinh tố, nhưng mà chỉ còn cách đó thôi các bạn ơi. Thôi được rồi, bây giờ một phen liệu thôi Huy Núp ơi, lên xe đi.
tàu đèo mà đi nè, lên xe nhanh lên. Gọi 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 tới rồi nè. Được rồi rồi, khúc này mình nên dừng xe lại coi, tại đi vô trong nó sẽ bị ồn ào, mất xuống xe đi ơi. Được rồi, chuẩn bị nha. Bây giờ chúng ta coi thử quý cư có xung quanh đây không. Bây giờ phải tới nhà tao Huy nấp một cách thiệt là lẹ thôi. Nhanh. Ơi, hên quá không có quý cư ở đây. Các bạn chạy tới nhanh lên. Đây rồi, phòng thí nghiệm của Huy nấp đây rồi. Nhanh. Đóng đóng lại trước khi quý cư phát hiện rồi. Nhảy xuống đây thôi. Rồi, sao nữa, chế tạo đi. Bây giờ tao sẽ chế tạo nhưng mà mày phải lên canh để tao. Ừ, tao lên canh nè. Mày lên canh được không? Tao chế tạo mà ai canh? Ơi, mình phải là người lên canh đó các bạn. Được rồi. Bây giờ mình sẽ lên canh cho thằng Huy nấp nó ở dưới này, nó chế tạo cây súng hút trái tim coi. Gọi mày làm nha, nhớ làm nha. Bây giờ mình phải canh xem thử có hả quỷ cửa đây không các bạn ơi. Đừng có lại đi nha, đừng có lại đi nha, đáng sợ quá. Con gì liếm mặt mình hoài vậy ơi, đừng có liếm mặt tao coi vậy. Ôi cái gì? Ôi trời ơi, mình đang canh mà tự nhiên mình ngủ quên. Ôi vậy, ôi mà quỷ cửa. Ôi trời, tự nhiên có con chó này dễ thương ngay. Lại đây. Trời ơi, tự nhiên đang canh mà con chó tới chơi vui quá các bạn ơi. Ê dễ thương quá, lại đây con tên gì vậy? À Pochita hả, tên dễ thương quá. Hello. Ôi cho quỷ cưa tới rồi quỷ ơi, có súng gì vậy ơi. Ơi quỷ ơi, xong chưa, quỷ cưa tới rồi, sắp tới. Trời ơi, giờ mà còn sắp nữa, nhanh lên. Quỷ cưa nó xử quỷ núp luôn rồi. Ôi cho ơi, đây, ôi trời ơi, nó chết một rồi. Lấy súng, chết mày rồi. Tôi có súng rồi nha. Không biết cái súng này có thể hoàn thành chưa nữa. Được rồi, mình sẽ bắn nó. Trời ơi, mình lo được trái tim nó ra rồi. Ôi, vậy là vô súng này Huy đã làm xong rồi. Vậy là thành công như vậy. Nó chết rồi kìa con. Vậy là thành công rồi, nó đã trở lại thành mấy cái vật dụng rồi đây. Lầm lại. Rồi. Thôi, vậy là xong rồi đó, không có chịu rồi quý cưa đó. Lần sau không có chịu rồi quý cưa đó. Rồi, mấy cái này bước dọc mỗi cái mỗi nơi đi. Rồi được rồi. Thôi, đi thôi các bạn. Vậy là xong rồi, để coi. Quan trọng là bây giờ mình coi mấy giờ rồi nè. Ôi đừng nói là 3 giờ là không chơi đâu. À 4 giờ rồi, vậy là chúng ta đã thắng rồi các bạn ơi. Được rồi, thôi đi ngủ rồi nào. Ok. Nhưng mà trước khi ngủ thì cảm ơn tất cả bạn xem này, các bạn thấy đừng quên lại cho tôi một like, một subscribe cũng như chào mừng xem tôi tim nha. Và hãy nhớ là giúp tôi đạt 1 triệu sub trước năm 2023 nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.